Chương trình ngày hôm nay thì mình thấy là rất hữu ích. Thứ nhất là nhà trường đã kết nối với các đối tác để mở ra những cái cơ hội học tập sau này cho các con sau khi mà tốt nghiệp khối trung học phổ thông. Và trên cương vị là phụ huynh thì tôi nghĩ là các con này ở dưới nghe là cũng rất là chăm chú và có thể tìm hiểu được rất là nhiều thông tin. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều những cái buổi như ngày hôm nay để cung cấp được nhiều thông tin hơn nữa cho học sinh cũng như là cho phụ huynh để nắm bắt được các cơ hội học tập cho các con. Finish the workflow based on the prediction of guest check in and check out. This can help like give the good recommendation. That artificial intelligence takes over. Marketing mà quen gì nữa? Xem mẹ. Yes, good job. Thì tất cả những cái này nó không phải là đây giờ. Tức câu chuyện rõ ràng là 200 triệu một năm hả mẹ? Hiểu không? Ngày hôm nay thì đại diện cho Mega Study thì tôi thực sự là bất ngờ và vinh dự khi mà được đồng hành cùng quý nhà trường để tổ chức triển lãm du học toàn cầu. Và tôi cũng rất là bất ngờ vì là cái sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của nhà trường và cơ hội mà nhà trường dành tặng cho các em học sinh để có thể là tiếp cận với nhiều thông tin và định hướng để trở thành một công dân toàn cầu. Và tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu trường Iris, đến toàn thể các thầy cô và các em học sinh đã cùng tham gia triển lãm du học ngày hôm nay. Xin chúc các thầy cô và các em sức khỏe và thành công. Những buổi workshop hôm nay thì giúp cho chúng con biết thêm rất nhiều về những tiềm năng cũng như là cơ hội khi mà chúng con tham gia đi du học ở nước ngoài, cũng như là chúng con có cơ hội được gặp những diễn giả nổi tiếng, cho chúng con biết thêm rất nhiều những kỹ năng khi mà chúng ta ra môi trường nước ngoài học tập. Và con cảm thấy là đi du học giống như là một cơ hội rất là lớn để con có thể phát triển về ngành nghề con muốn học sau này, cũng như là những cơ hội việc làm khi mà tốt nghiệp đại học.